Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dạy các em toán lớp 7 sách kết nối tri thức của cuộc sống nhé. Trong lớp xin bài giảng của Khải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học bài số 11 định lý và chứng minh định lý trang 55 đến trang 57 sách kết nối tri thức của cuộc sống. Giờ mình sẽ học về định lý và chứng minh định lý. Như vậy là trong bài học này mình sẽ có một số khái niệm thuật ngữ, định lý, giả thuyết, kết luận, chứng minh một định lý. Học xong bài này mình sẽ có một số kiến thức, kỹ năng như là nhận biết một định lý, giả thuyết, kết luận của một định lý và làm quen với chứng minh định lý. Trong bài 10 ta đã dùng cách đo đạc để kiểm nghiệm tính chất sao là đúng. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì có hai góc đồng vị sẽ bằng nhau. Mình sẽ quan sát hình 3.45 đây. Hai đường thẳng A và B song song với nhau. Nếu có một đường thẳng C cắt hai đường thẳng tại hai điểm A và B thì mình sẽ có là 4 cặp góc đồng vị bằng nhau. Có nghĩa là hai góc đồng vị sẽ bằng nhau. Ở đây mình có tất cả là 4 cặp góc đồng vị sẽ bằng nhau. Đúng không? Tuy nhiên đo đạc chỉ cho kết quả gần đúng và chỉ cho một số trường hợp cụ thể. Vậy có cách nào để chắc chắn rằng tính chất đó đúng trong mọi trường hợp? Như vậy là khi các em vẽ thì các em kê thước đo độ vô, các em đo thì nó có thể là xê dịch một chút nên mình chưa biết chắc chắn là nó đúng hay sai. Như vậy là chắc chắn đúng thì mình có thể chứng minh được định lý luôn, chứng minh tính chất đó là đúng mà không cần phải đi đo đạc cụ thể, đúng không? Giờ hôm nay mình sẽ học về định lý. Định lý, giả thuyết và kết luận của định lý. Trong bài 8 tập suy luận trang 42 khẳng định nếu hai góc đối định thì hai góc đó sẽ bằng nhau đã được suy ra từ điều đúng đã biết là hai góc kề bột sẽ tổng số đo bằng 180 độ, đó là một định lý. Trong một định lý ta cần phân biệt giả thuyết và kết luận của nó, chẳng hạn nếu hai góc đối định thì hai góc đó sẽ bằng nhau. Như vậy là mình thấy là ở phần đây hai góc đối định chính là giả thuyết và hai góc đó bằng nhau sẽ là kết luận, đúng không? Như vậy là cái từ cụm từ mà nằm giữa nếu và thì chính là giả thuyết. Còn cụm từ mà phía sau chữ thì chính là kết luận. Như vậy định lý là một khẳng định được suy ra từ những khẳng định đúng đã biết chứ. Mỗi định lý thường được phát biểu dưới dạng nếu thì, đúng không? Phần giữa từ nếu và từ thì chính là giả thuyết của định lý. Từ sau chữ thì chính là kết luận của định lý. Như vậy định lý chính là một khẳng định được suy ra từ những khẳng định đúng đã biết, đúng không? Mỗi định lý thường được phát biểu dưới dạng nếu thì. Phần giữa nếu thì chính là giả thuyết, phía sau chữ thì chính là kết luận. Chẳng hạn cái tính chất của hai đường thẳng song song đã học đều là những định lý nha. Như vậy là những tính chất đã học về hai đường thẳng song song. Hai đường thẳng song song thì nếu một đường thẳng cắt một đường thì sẽ cắt đường thẳng kia thì đó cũng là một định lý, đúng không? Hai đường thẳng song song một đường thẳng cắt sẽ tạo ra cặp góc sau lưng trong bằng nhau thì đó cũng là một định lý. Các cặp góc đồng vị bằng nhau cũng là một định lý, đúng không? Như vậy tính chất thường là tính chất cũng là một định lý nha. Tiếp theo mình sẽ phân phần ví dụ. Cho một định lý, một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. Thì có. Như mình thấy là giả thiết là một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song. Còn phần kết luận nó cũng là vuông góc với đường thẳng còn lại, đúng không? Ta có thể viết giả thiết và kết luận của định lý trên bằng ký hiệu như sau. Như vậy mình sẽ gạch mình sẽ vẽ hai cái gạch vuông góc với nhau như vậy. Cái phần này mình để GT, GT chính là quy tắc của giả thuyết. Đây là KL chính là quy tắc của chữ kết luận. Như mình sẽ có giả thuyết là D, D phẩy và D hai phẩy là các đường thẳng. D phẩy và D hai phẩy song song với nhau. Mình thấy nếu mà D vuông góc với D phẩy thì D cũng vuông góc với D hai phẩy luôn, đúng không? Mình sẽ quan sát hình bên đây. Đây, mình có D phẩy và D hai phẩy là song song với nhau. Đường thẳng D vuông góc với D phẩy thì mình kết luận là đường thẳng D cũng vuông góc với D hai phẩy luôn, đúng không? Như vậy giả thiết kết luận được quy tắc tương ứng sẽ là GT và KL bằng nhé. Như vậy là sau này khi người ta kêu mình xác định giả thiết và kết luận thì các em sẽ viết giống như này, đúng không? Giả thiết và kết luận, đúng không? Thì mình sẽ viết tắt cho nó gọn lại. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu luyện tập 1, vẽ hình và viết giả thuyết kết luận của định lý hai góc đối định thì bằng nhau. Như vậy trước hết mình sẽ vẽ hình trước. Mình sẽ vẽ hai góc đối định trước, đúng không?
Như vẽ hai góc đó định thì trước hết mình sẽ vẽ một cái đường thẳng, đường thẳng xéo, giờ vẽ thêm một đường thẳng xéo nữa. Hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm thì mình thấy là sẽ có hai cặp góc đối định, góc bên trái và góc bên phải sẽ là hai góc đối định, góc phía trên và góc phía dưới sẽ là góc đối định, đúng không? Giờ như vậy ở đây điểm điểm giao nhau của hai đường thẳng mình sẽ đặt tên là O đi. Giờ lúc này mình sẽ tạo hai góc đối định chính là O1 và O2. Bên trái mình đặt là O1 đi, đúng không? Còn bên phải thì mình đặt là O2. Giờ sau khi vẽ hình xong mình sẽ để giả thiết kết luận. Giờ mình sẽ gạch đường ngang nha. Gạch một đường ngang. Và gạch một đường đứng. Giờ như mình sẽ có giả thiết chính là O1 và O2 đối định, đúng không? Góc O1. O2. Đối định. Giờ mình kết luận là O1 sẽ bằng O2. Giờ như vậy mình xong câu luyện tập 1 nha. Giờ câu luyện tập 1 các em nào có kết quả giống khác, các em có thể bấm hết video, thầy biết các em làm được. Giờ tiếp theo, thế nào là chứng minh định lý? Chứng minh định lý là dùng lập luận để giả thiết qua những khẳng định đúng đã biết suy ra kết luận của định lý. Chẳng hạn ta chứng minh định lý nói trong tình huống mở đầu, nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau như sau. Như mình sẽ có giả thiết chính là A song song với B, đúng không? C cắt A tại điểm A, C cắt B tại điểm B. Mình sẽ có góc hai góc A1 và B1 là hai góc đồng vị, và kết luận sẽ là A1, góc A1 sẽ bằng góc B1. Giờ mình sẽ quan sát hình 3.46, nhưng mình sẽ có hai đường thẳng A, đường thẳng B song song với nhau. Đường thẳng C cắt đường thẳng A tại điểm A, đường thẳng C cắt điểm đường thẳng B tại điểm B. Mình sẽ có góc, đây là góc A1 đây, góc B1 đây, đây là hai góc đồng vị, đúng này. Giờ bây giờ mình xem cách người ta chứng minh nhé. Qua điểm B kẻ đường thẳng B phải, như vậy từ điểm B này mình sẽ kẻ thêm một đường thẳng B phải, sao cho góc B2 sẽ bằng góc A1. Khi đó đường thẳng C tạo với hai đường thẳng A và B phải, hai góc đồng vị bằng nhau chính là A1 và B2. Theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song ta có A và B phải song song với nhau. Đúng này. Mình thấy là hai góc này bằng nhau, có nghĩa là hai cái đường thẳng này song song. CA qua B có hai đường thẳng B và B phải cùng song song với A. Theo tiền đề elip thì B phải sẽ trùng với B. Vì mình nhớ là theo tiền đề elip là qua một điểm nằm ngoài đường thẳng, chỉ vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho. Như vậy có nghĩa là B phải lúc này sẽ trùng với B thì mới song song với A được, đúng không? Từ đó mình sẽ suy ra khi mà B phải trùng với B có nghĩa là cái góc B1 này sẽ bằng với A1 luôn, vì cùng bằng B2, đúng không? Như vậy đó là cách mình chứng minh một định lý. Như vậy ở cách chứng minh này người ta sẽ vẽ khi một cái đường B phải và người ta cho góc B2 này sẽ bằng với góc A1 và người ta chứng minh một hồi để người ta chứng minh được là B phải trùng với B, đúng này. Thì lúc này khi B phải trùng với B thì có nghĩa là cái góc B1 này sẽ bằng với A1 luôn, vì bằng cùng bằng B2. Như vậy là B1 và B2 lúc này chỉ là một mà không, đúng không?
hai cái góc này sẽ trùng nhau luôn và bằng nhau. Tiếp theo là phần điện tập 2. Em hãy chứng minh định lý hai góc kề bù bằng nhau thì mỗi góc sẽ bằng một góc vuông. Giờ như vậy là mình sẽ làm như sau. Mình sẽ làm điện tập 2. Giờ trước hết mình sẽ vẽ hình chứ nha. Mình sẽ vẽ một đường thẳng nằm ngang chứ. Cho nó nằm ngang. Giờ mình sẽ vẽ sao xuất hiện hai góc kề bù. Đúng không? Trong đó thì sẽ có một góc vuông, mình sẽ chứng minh góc vuông, góc kia cũng là góc vuông. Giờ như là hai góc kề bù bằng nhau. Đúng không? Như vậy mình sẽ có một đường thẳng nằm ngang. Đường thẳng nằm ngang thì mình đặt là đường thẳng x đi. Đường thẳng đứng nữa đặt tên là y chẳng hạn. XY sẽ vuông góc với nhau, đúng này. Tại một điểm, hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm, đúng này. Thì điểm này mình sẽ đặt tên là A. Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, đúng này. Lúc này mình sẽ có là A1 và A2. Mình sẽ đặt hai tên, hai góc là A1 và A2. A1 và A2. Thì hai góc này chắc chắn là hai góc kề bù, đúng này. Và hai góc này sẽ bằng nhau. Thì mình sẽ chứng minh là hai góc này đều là góc vuông hết, đúng này. Giờ sau khi vẽ hình xong mình sẽ đưa ra giả thuyết và kết luận nha. Giả thuyết. Kết luận. Giờ giả thuyết là hai góc A1 và A2 là hai góc kề bù, đúng này. Giờ giả thiết là A1 và A2 là hai góc kề bù. Là hai góc kề bù. Và A1 sẽ bằng A2. Giờ kết luận sẽ là A1 bằng A2 và bằng 90 độ. Đúng nè. Giờ như là sau khi vẽ hình, sau khi tạo giả thuyết kết luận, bây giờ mình sẽ đi chứng minh luôn nha. Như vậy ở đây mình thấy là A1 và A2 là hai góc kề bù, có nghĩa là A1 cộng A2 sẽ bằng 180 độ. Đúng nè. Bây giờ tới phần giải của mình. Giải. Giờ ta có A1 cộng A2 bằng 180 độ. A1 cộng A2 bằng 180 độ. Đây là hai góc kề bù, đúng không?
Mà giả thiết cho là A1 bằng A2. A1 bằng A2. C. Như vậy là A2 mình sẽ khai bằng A1 luôn. Có nghĩa là A1 cộng A1 bằng 180 độ. Đúng nè. A1 giữ nguyên vẫn là A1 cộng A2 này mình sẽ khai bằng A1 vì A2 sẽ bằng A1. Đúng nè. Như vậy có nghĩa là A1 cộng A1 bằng 180 độ. A1 cộng A1 chính là 2 nhân cho A1. Sẽ bằng 180 độ. Giờ nhân chuyển với hàng chia, có nghĩa là A1 sẽ bằng. Trăm tám mươi độ chia cho hai, đúng này, sẽ bằng 90 độ. Như vậy A1 bằng 90 độ thì A2 cũng bằng 90 độ vì hai góc này bằng nhau, đúng này. Nên mình kết luận là vậy. A1 sẽ bằng A2 bằng 90 độ. A1 bằng A2. Bằng 90 độ. Đây là điều phải chứng minh, đúng này. Như mình đã chứng minh xong, đúng này. Như vậy là mình xong câu luyện tập 2 nhé. Giờ câu luyện tập 2 có em nào có kết quả giống không? Các em có thể bấm hit video để biết các em làm được. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần tranh luận nha. Giờ phần tranh luận hai góc đối định thì liệu chắc chắn hai góc đối định thì chắc chắn bằng nhau rồi, liệu hai góc bằng nhau thì có đối định hay không? Rồi bạn Vuông mới nói tớ nghĩ đó là điều không đúng, nhưng làm thế nào để khẳng định điều đó không đúng vậy? Giờ như là em có ý kiến gì về hai ý kiến trên? Giờ như là mình sẽ ý kiến gì? Hai góc đối định thì bằng nhau, liệu hai góc bằng nhau có đối định hay không? Thì chắc chắn là không, đúng không? Để chứng minh điều này thì ta có thể chỉ ra trường hợp hai góc bằng nhau nhưng mà không đối định. Giờ hãy sẽ làm câu này. Em thấy bạn Vuông nói đúng. Chỉ ra trường hợp hai góc bằng nhau nhưng mà không đối định. Giờ bây giờ mình sẽ vẽ hình, sau đó thì mình sẽ chứng minh là hai góc bằng nhau thì chưa chắc đối định, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ vẽ hình nha. Trước hết mình sẽ vẽ được một đường nằm nghiêng.
Giờ mình sẽ quẹo một góc bên trái. Sau đó mình sẽ quẹo một góc bên phải. Sao cho hai góc bằng nhau nhưng mà không đối định. Đúng rồi. Giờ lúc này mình sẽ có hai góc này bằng nhau nhưng mà không có đối định. Đúng rồi. Giờ mình sẽ đặt tên. Như vậy cái đỉnh mình đặt tên là O. Giờ góc bên đây mình đặt là O1. Bên đây mình đặt là O2. Thì mình thấy là hai góc này bằng nhau nhưng mà nó không có đối định với nhau. Được này. Giờ O1 bằng O2. Nhưng hai góc này không đối định. Giờ như là mình xong phần là tranh luận nha. Giờ phần tranh luận thì các em hiểu bài, các em xóa nút hết video hay biết các em hiểu bài nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng gì hiệu bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video cho bạn bè cùng lớp và các bạn bè hàng xóm nha, càng nhiều bạn xem càng vui. Và em đi chưa đăng ký kênh Hải Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hải Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.